Xin chào các nhà, hiện tại là Nhân đang ngồi với anh Thời. Anh Thời là phó giám đốc sàn, phó giám đốc kinh doanh của sàn 82 Lê Trọng Tấn. Thì hôm nay là hai anh em ngồi lại đây bàn một cái vấn đề, tức là chia sẻ cho cả nhà mình về một vấn đề là có nên mua nhà đất, mua bất động sản vào tháng 7, tháng của hội hay không. Thì em cũng mời anh Thời có một số chia sẻ đến cho tất cả người khách hàng. Xin chào quý khách hàng, chào Nhân. Dạ. Theo anh Thời là mình nếu như mình mua cái bất động sản vào cái tháng 7 của hồ này thì nó sẽ có được những lợi thế gì và có những có lợi gì và có cái hại gì khi mua bất động sản vào tháng 7? Ok Nhân. Thì cái câu hỏi mà Nhân đặt ra trong buổi ngày hôm nay thì cũng không còn xa lạ gì đối với rất là nhiều khách hàng, cũng đang là cái sự quan tâm của rất là nhiều khách hàng đối với cái thị trường bất động sản này. Anh cũng có một cái chia sẻ của riêng anh thôi. Đối với thị trường bất động sản vào cái dịp tháng 7 này vào cái dịp tháng 7 thì cũng có một số khách hàng mà người ta kiên kỵ về cái phần tâm linh, về cái thêm một vấn đề gì đó khác đó mà người ta sẽ không mua, người ta né vào cái tháng 7 này. Nhưng mà ngược lại thì cũng có rất là nhiều khách hàng người ta vẫn không có quan niệm về cái tháng 7. Người ta vẫn đi mua nhà, người ta vẫn giao dịch nhà bình thường vì người ta đang có nhu cầu. Chỉ đơn giản là vậy thôi. Thì bây giờ thì anh Thời có thể là chia sẻ nó rõ hơn về hai cái vấn đề đó cho quý khách hàng cùng tìm hiểu thôi. Ok Nhân. Thì anh xin nói trước tiên, anh xin nói về cái vấn đề mà khách hàng người ta quan niệm về cái phong thủy ha. Phong thủy và cái tâm linh vào cái tháng 7 này thì người ta sẽ né, đặc biệt là né vào cái tháng 7 này. Trong cái tháng 7 này người ta sẽ không có, cũng không phải gì về riêng bất động sản đâu mà rất là nhiều cái ngành nghề khác. Trong cái tháng 7 này là người ta sẽ không có phát sinh cái giao dịch hoặc là người ta mua sắm theo cứ vấn đề gì đó với một cái số tiền lớn. Còn mua sắm ví dụ như ăn uống hàng ngày thì vẫn bình thường nha. Về cái vấn đề số tiền lớn để mà người ta bỏ ra giao dịch trong tháng 7 này thì người ta rất là kiên cử về tháng 7. Theo quan điểm á, tháng 7 là tháng cô hồn, là một cái tháng xấu đúng không? Đúng rồi, tháng 7 là cái tháng cô hồn. Thì khi mà mình có cái giao dịch gì lớn trong tháng 7 thì nó sẽ không được thuận buồm xuôi gió, không được tốt cho lắm. Cho nên người ta mới kiên kỵ. Cũng có nhiều khách hàng người ta cũng biết tháng 7 là tháng cô hồn nhưng mà người ta không có biết, cũng không có cái quan niệm gì đó, mà chẳng qua là người ta đơn giản là người ta nghe bạn bè né tháng 7 người ta né đi thôi. Đó, nhưng mà ngược lại thì có những người ta vẫn giao dịch trong cái tháng 7 rất là bình thường. Vì cái nguyên do là người ta không biết gì hết. Có những người là người ta không có để ý. Đúng rồi. Khi là người ta là biết ở trong là tháng 7 rồi. Nhưng mà khi người ta cần thiết người ta vẫn đi mua. Đúng rồi. Không, có những người đó người ta là không có biết tháng 7 là tháng gì hết. Người ta cũng nghĩ là cái tháng 7 là cái tháng bình thường trong năm có 12 tháng thì tháng 7 cũng là một tháng bình thường. Đó, và có những người ta cũng không có quan niệm gì hết cho lắm về cái tháng 7 này. Và có những người ta sẽ canh vào tháng 7 này để người ta đi mua. Thì anh có thể là chia sẻ là cái lý do tại sao người ta lại đi mua vào cái tháng 7 cái tháng của họ. Thì theo cái kinh nghiệm đúc kết của bản thân anh qua cái quá trình mà mình làm việc bên cái môi trường này thì những người mà người ta đi mua bất động sản trong cái tháng 7 là những người ta mua được cái giá tốt. Vì sao? Vì những chủ đầu tư người ta đang triển khai dự án hay là triển khai một người ta bán một cái món bất động sản nào đó mà diễn ra trong cái tháng 7 này ha. Trong tháng 7 này thì người ta sẽ có được một cái mức giá tốt, một cái chính sách cho khách hàng tốt và những cái giá trị đem đến cho khách hàng nó sẽ tốt hơn vào những tháng khác. Thì theo anh nghĩ thì nếu như là đã là chủ đầu tư thì họ cũng phải canh làm sao để họ không có bán những cái sản phẩm vào tháng 7. Tại sao lại có những chủ đầu tư họ vẫn quyết định họ tung hàng ra họ bán vào tháng 7 này? Cái đó là cái điều đơn giản thôi, tại vì Nhân cũng biết rồi đó, khi mà chủ đầu tư
đưa ra một cái chương trình bán hàng, một cái dự án đó, thì Dân nghĩ đi, khi mà để mà chậm trễ đi một hoặc hai tháng thì cũng là một cái khoản thất thu cho người ta rất là nhiều. Bởi vì một cái chiến lược kinh doanh của chúng tôi đầu tư đưa ra đó, thì lúc nào ta cũng muốn càng nhanh càng tốt, càng trôi chảy càng tốt. Thì Dân cứ nghĩ ví dụ như bây giờ né tháng 7 đi, lấy cái lý do là tháng 7 là cái tháng vô hồn. Nhưng mà thực tế vẫn có khách hàng mua, còn rất là nhiều khách hàng mua trong tháng 7 này chứ không phải không. Mày chủ đầu tư lấy cái lý do là vướng vào tháng 7 là tháng vô hồn, chủ đầu tư không triển khai thì lùi đi một tháng. Thì ví dụ như mà lùi đi một tháng thì vẫn còn ít khách hàng hay là một cái vấn đề đó khác bị lùi đi lùi nữa, thì Nhân cứ nghĩ đó, chỉ cần lùi một tháng thì thôi, mà một cái tháng đó tụi tôi phải trang trải người cái chi phí người nhiều cái. Nhưng mà nếu mà lùi đi một cái khả năng vấn đề trang trải được tụi tôi, cho nên là mọi việc vẫn diễn ra rất bình thường. Với lại thì cái câu hỏi cuối cùng á, để em hỏi với anh Thời, thì anh sẽ chia sẻ hai cái vấn đề: nếu như cái hàng người ta mua hàng ở trong tháng 7 người ta sẽ có lợi gì, và cái nào là không có lợi khi mua bất động sản vào tháng 7. Về cái không có lợi thì anh sẽ nói trước về cái việc không có lợi ha. Không có lợi thì giống như anh nói với Nhân và quý khách hàng ngay cái lúc ban đầu á, là do cái quan niệm về tâm linh, quan niệm về cái phong thủy, đó là người ta sẽ không mua nhà bất động sản vào tháng 7, vì mua vào tháng 7 thì sẽ bị xui, thì sẽ bị không buôn bán, nó không có trôi chảy cái vấn đề đó. Cái đó là cái mà đối với những khách hàng người ta quan niệm phong thủy. Đúng rồi đó. Còn về mặt khác, đối với những người khách hàng mà người ta không có quan niệm phong thủy thì cho nên người ta vẫn mua vào giao dịch bình thường ra, nhưng mà những người ta mua vào tháng 7 này thì là được cái giá tốt. Thì thường á thì cái tình hình mỗi năm nó mỗi khác nha. Về bất động sản thì tình hình nó mỗi năm mỗi khác, nhưng mà chung chung nó là thì đầu năm nó sẽ sôi nổi, đầu giữa năm nó sẽ bị trầm lắng, nói chung là hơi bị trầm lắng một chút thôi. Và cuối năm nó sẽ sôi động lại. Thì những người ta mua vào bất động sản giữa năm thì cũng là vào tháng 7 này thì người ta sẽ được cái là cái chính sách tốt và cái giá tốt. Thì để mà người ta đầu tư. Thì những khách hàng mà mua vào cái tháng này thì cái giá trị mà lợi nhuận của ta nó sẽ cao hơn, sẽ cao hơn những cái tháng đầu năm hoặc là những tháng cuối năm. Rồi xin cảm ơn Thời rất là nhiều. Thời gian cũng rất là cảm ơn anh Thời đã chia sẻ về cái vấn đề là có nên mua bất động sản vào tháng 7 tháng của họ hay không. Thời gian cũng là một người trong nghề rồi, thời gian cũng sẽ có vài cái chia sẻ nữa gửi đến người khách hàng. Là nếu như mà một cái khách hàng nào đó mình mua nhà để ở thì đúng thật khi mình mua nhà thì cái số tiền mình bỏ ra nó rất là lớn, mà mình mua vào tháng 7 thì nó lại mình quan niệm về phong thủy thì rất là kiên kỵ, bởi vì một cái tháng xui một tháng làm ăn nó khó khăn đó. Nhưng mà nếu như mình giao dịch mình mua nhà trong cái tháng 7 này rồi á thì mình sẽ mua được cái giá rất là tốt. Nhưng mà khi cả nhà mình đã mua cái nhà đó rồi thì đâu nhất thiết là mình phải ở liền, mà mình có thể là thuê một cái nhà nào khác gần đó, mình sẽ ở tạm đó, và khi mà qua tháng 7 rồi thì mình có thể là trở về cái căn nhà mình đã mua đã giao dịch rồi mình cúng kiến rồi xong thì mình vào ở thôi, chứ nó không có một cái vấn đề gì gọi là nó lớn lao hết cho cả nhà. Nhưng mà quan trọng nhất là Nhân xin nhấn mạnh lại, nếu như mình mua cái bất động sản ở trong tháng 7 thì nó sẽ được một cái lợi thế là mình mua được cái giá nó rất là hời so với những cái tháng khác ở trong năm. Rồi, Nhân cảm ơn Thời và cảm ơn cả nhà mình đã theo dõi. Thì Nhân xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý khách hàng ở video sau. Xin chào quý khách hàng.